Hôm nay thầy Minh Linh đọc cái đoạn nói về phóng sanh kiên giết. Khi chúng tôi đọc trong đó nhiều cái điều hay mà chúng tôi vẫn thích ra cái đoạn mà trong Cảm ứng Thiên nói đến cái việc phóng sanh sát sanh. Quá hay. Bà Lý Hà Tử này sống 500 tuổi, sao bà sống được tuổi này? Vào mùa đông ở bên Trung Quốc, tuyết rơi xuống, chim thú không có chỗ trú, gọi là trú đông. Bà cho nó vô trong nhà, cho nó ăn uống, mà khi nó ngủ, khi nó thức, bà cũng không dám làm kinh động, đi lón lén. Thương loài súc vật, mùa này đến mùa nọ, trú đông này đến trú đông nọ. Không có tiền mua đồ phóng sanh mà chỉ cho súc vật trú đông thôi. Thế mà bà sống 500 tuổi, kinh khủng. Cảm được cái câu chuyện này, nhà thầy Bình đọc quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời dạy của cổ thánh tiên hiền được trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn chay kiên giết phóng sanh được quả báo tốt lành, sát sanh hại mạng bị quả báo xấu ác, trích trong Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Lý Hề Tử là một bà cụ ở trong núi. Mỗi khi tuyết đổ dày, chim không có chỗ cư trú, thường cho chúng núp trong nhà, lấy gạo cho chúng ăn, lại còn chẳng dám kinh động chúng. Thượng Đế bảo bà cụ có lòng nhân, cụ thọ đến 500 tuổi. Người họ Dương nọ sống bằng nghề bắt chim. Một hôm có một con chim khách tránh rét đậu trên cây, bèn cầm gậy dính trèo lên cây toan bắt nó. Cành cây bị gãy, hắn ngã xuống, đầu đâm vào cành trúc, máu chảy ồ ạt mà chết. Dù thông minh hay ngu xuẩn, đều cùng có giác tánh. Người hay thú đều có cha con, hả có nên dấy lên nhân duyên sát hại? Quả báo trong đời sau chẳng sai chạy, có khi cũng thấy ngay trong tình hình hiện tại, ở ngay trước mắt, đáng sợ thay. Hơn nữa, dân chúng các ngươi chẳng có gia đình ư, chẳng có cha mẹ, vợ con ư. Giả như ra lệnh cho những kẻ làm quan dùng chánh sách tàn bạo để phá nhà của ngươi, dùng hình cụ độc dữ để tàn phá thân thể ngươi, khiến cho các ngươi chồng chẳng còn vợ, cha chẳng còn con nữa, có kẻ nào chẳng ngửa mặt lên trời gào khóc oán hận sâu đậm, chẳng thể cởi gỡ ư? Loài trùng kéo kén ngủ đông, hễ đào xới ắt chúng sẽ bị tổn thương. Vì thế Đức Thái Thượng viết lời răn dạy người đời, mà chư Phật càng thêm yêu tiếc chúng. Con người chớ nên không lãnh hội ý này, để rồi cứ đào xới bừa bãi vậy. Đời Tống, Tàu Băng hễ trời rét buốt, bèn chẳng sửa chữa tường, nhà. Có kẻ hỏi nguyên do, ông bảo sợ tổn thương những loài trùng đang ngủ đông. Dòng họ ông Tàu đời đời được phong vương, chính là vì đã gieo cái nhân không chịu làm tổn thương những loài trùng đang ngủ đông. Nay thì có kẻ vô cớ đốt đồng hoang, nhằm thỏa thích thói vui đùa, trong chốc lát tổn thương muôn loài sinh linh. Sao không dùng chuyện ông Tàu để thưa trình, răn nhắc họ nếu gặp phải hãy nên dập tắt ngay. Còn như dân quê trẻ nít, do vì họ vô tri, càng phải nên khéo léo chỉ bảo. Nếu có kẻ nào đổ tro nóng hoặc nước nóng xuống đất, và kẻ do cúng bái tổ tiên bèn đốt giấy tiền vàng mã, hãy đều nên lưu tâm trong lúc ấy để giữ vẹn mạng sống cho các loài trùng nhỏ. Lòng nhân sẽ to lớn không gì bằng. Chim đã đậu như người đã ngủ, bỗng dưng bị kinh động, há chẳng phải là cả nhà nhiễu loạn ư? Đức Thái Thượng răn nhắc có cùng một ý với lời dạy giật bất xạ túc, chẳng bắn chim đã đậu của Khổng Tử. Tiên kinh chép, hễ ai tùy thời tạo phương tiện cứu loài vật, ắt sẽ được quả báo phước đức trường thọ.
Huyệt là chỗ tụ tập sinh sống của hết thảy các loài hàm linh. Nhìn theo phía con người, nơi đó cố nhiên chỉ là một cái hang mà thôi. Nhưng đối với chúng, đó là chỗ cư trú an ổn, chẳng khác gì nhà cửa đối với con người. Há có nên san lấp, cắt đứt đường sống, đoạn tuyệt đường ra, lại còn vùi lấp tông tộc của chúng, tàn nhẫn đến cỡ nào? Xưa có một vị tỳ kheo đắc lục thần thông, ở chung với một chú bé Sa Di. Từ trong định, sư thấy 7 ngày nữa chú Sa Di sẽ chết. Do vậy, sư tạo phương tiện bảo chú trở về thăm nhà. 8 ngày sau, chú Sa Di quay lại. Vị tỳ kheo lấy làm lạ, nhập định để xem. Biết là chú Sa Di trên đường trở về, thấy một tổ kiến sắp bị nước xoáy vào, bèn vội cởi áo cà sa hốt đất ngăn nước, không cho nước xoáy vào ổ kiến. Vì nhân duyên ấy, chú Sa Di được tăng thọ 12 năm. Do vậy, chú Sa Di tinh tấn, chứng đắc tứ quả. Ở Hàng Châu có một người đàn bà nọ, thích sát sanh, rất ghét kiến. Hễ chúng làm bẩn, làm hư thức ăn, liền đốt lửa giết chúng. Tìm thấy ổ kiến, nếu chẳng lắp phá, ắt sẽ dùng nước sôi dội vào, giết kiến khôn xiết. Về sau bà ta sanh được một đứa con mới còn ẩm ngửa, nó bị lũ kiến cắn xé, khắp mình phù nề, lở loét mà chết. Châu Cơ nói, phụ nữ thường coi con cái như tánh mạng, hãy khuyên họ kiên giết, hãy nên nói cho họ biết câu chuyện này, ắt họ sẽ tự biết sợ. Vì thế trong lời thề giới xác đừng giết chóc của ông Châu Cơ có 2 câu: nếu lại vung dao sẽ giống như giết con cái của ta vậy. 2 câu nói ấy, một là tự răn dè mình, 2 là răn dè vợ vậy. Sào là chỗ hết thảy chim chóc lớn nhỏ nương náu bú mớm sanh nở, nhờ vào đó mà tránh gió mưa sương tuyết, hoặc dùng để ẩn náu tránh bẫy rập ná bắn tên bay. Nếu kẻ nào bất nhân phá đổ tổ chim, có khác gì phá cửa đốt nhà, há chẳng đến nỗi dồn chúng vào chỗ chết ư? Trong bài Bảo Tự Chương, chương sách dạy về cách bảo vệ con cháu, Đức Thái Thượng đã bảo: con cháu của phàm nhân suy vong tuyệt diệt đều là do những kẻ trong đời trước đã lật tổ hủy trứng, đốt núi tác cạn chương đầm, phá thai giết con, phạm vào quy định gồm 1620 điều vậy. Xét theo lời ấy, những kẻ không có con nói giỏi hãy càng nên dũng mãnh tỉnh ngộ. Đức Phật dạy, nếu thấy hết thảy người trong cõi đời trèo lên cây lấy trứng, xuống nước bắt cá, hãy nên thầm niệm danh hiệu Bảo Thắng Như Lai mấy chục câu, chúng nó sẽ được thoát chết. Đấy cũng là phương cách để cứu sống vậy. Có người nói nhân từ với người rồi mới yêu thương loài vật, nay sao lại chỉ dạy yêu thương loài vật? Thưa, nhân từ với người dễ dàng, yêu thương loài vật khó lắm. Tàn nhẫn hại loài vật, ắt sẽ tàn nhẫn hại người. Chẳng nỡ lòng hại vật, ắt đối với loài người cũng sẽ biết từ bi. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm dạy, ta còn chẳng nỡ lòng làm khổ một con kiến, huống chi đối với con người. Vua Thành Thang mở rộng tấm lòng, do thương xót loài vật mà mở lưới đến tận con người. Vì thế lòng nhân bao trùm thiên hạ. Vua Tề Tuyên Vương chẳng nỡ lòng hạ lệnh giết một con trâu đang sợ hãi run rẩy, lòng nhân từ đầy ắp đủ để bảo vệ bốn biển. Nếu Bạch Khởi có lòng yêu thương muôn vật, ắt 40 vạn người ở Trường Bình sẽ chẳng bị hãm hại. Vì thế kẻ yêu thương loài vật sẽ yêu thương con người. Có cùng một lòng nhân, Đức Như Lai khi tu nhân thương xót một con bồ câu bị chim ưng săn đuổi, bèn tự cắt thịt mình thí cho chim ưng. Mở rộng đến tột cùng, lòng từ bi tràn ngập mười phương, dạt dào trong muôn kiếp. Ai có thể nói là kẻ yêu thương loài vật chẳng thể yêu thương con người ư? Nhưng tâm luôn nghĩ cứu khổ sẽ chính là Đức Quán Âm xuất hiện. Niệm nào cũng nghĩ hành từ, tức là Phật Di Lặc hạ sanh vậy. Đời Tống, Tô Thức tên tự là Tử Chiêm, do dựng nhà ở Đông Pha, bèn lấy hiệu là cư sĩ Tô Đông Pha.
Trước cửa phòng sách có tre, bách, các loại hoa mọc tùm khắp sân, các loài chim làm tổ trên đó. Do vậy ông cấm con cái, tôi tớ không được săn bắt. Trong vòng mấy năm, chim đều làm tổ ở những cành thấp, hễ cúi xuống có thể trông thấy trứng của chúng. Xưa kia, nghe nói các loài chim hễ làm tổ ắt gần người để tránh rắn, chuột, cú, diều. Người thời nay ăn thịt chim non, phá tổ của chúng, há chẳng phải là bất nhân hơn các loài rắn, diều, hâu ư? Một đứa trẻ nhà họ Tiết ở Kế Châu trèo lên cây thăm dò tổ chim thước để bắt chim non. Trước đó đã có con rắn to ăn chim non nằm sẵn trong tổ. Đứa trẻ vừa trông thấy rắn bèn kinh hãi há hốc miệng. Rắn bò vào trong miệng đứa trẻ, nó ngã rơi xuống nước. Cứu lên, rắn đã cắn tim nó. Đứa trẻ và rắn đều chết. Lại vào đời Tống, có gã họ Châu thích phá tổ, rất ghét ông. Hễ thấy tổ ông dẫu ở chỗ cao, ắt bắt thang để phá nát. Về sau hắn sanh hai đứa con, hậu môn đều bị bích chặt, chúng đều chết ngay, rốt cuộc tuyệt tự. Thiền sư Từ Thọ nói, người đời do sát sanh nhiều nên mới có đau binh kiếp. Do người thiếu mạng bèn giết thân ngươi, do người thiếu tiền bèn đốt nhà ngươi, ly tán vợ con ngươi, từng phá sào huyệt của chúng sẽ bị ảnh hưởng gần giống như vậy. Hãy rửa tai nghe lời Đức Phật dạy. Ông Nghiêm Thiệu Đình nói, thánh nhân răng kiên giết, tâm hết sức thiết tha. Kỳ lân là một con thú, do nó không dẫm đạp cỏ tươi, không ăn các con trùng còn sống, nên được coi là điềm lành, được xếp đứng đầu tứ linh. Bậc vương giả có lòng nhân đức, ắt kỳ lân sẽ tới. Lại nói chỗ nào có kẻ mổ bụng lấy thai, giết trẻ nhỏ, ngay cả nơi lân cận chỗ ấy, kỳ lân cũng chẳng tới. Tác cạn đầm để bắt cá, ắt giao long chẳng ở nơi vực sâu ấy. Lật tổ phá trứng, ắt phượng hoàng chẳng bay đến huyện ấy. Vì thế những điều đó cho thấy, phường hiếu sát chẳng sánh bằng cầm thú. Như thế mà nói là thánh nhân chẳng kiên giết ư? Từng thấy phường vô lại, hôm nay trộm cắp, ngày mai bị trói, vẫn cứ trộm cắp chẳng ngơi. Ấy là vì kẻ ấy nghĩ là do trộm cắp sẽ ngay lập tức có được tiền bạc của báo, còn bị trói là chuyện của ngày mai, cứ mặc kệ, rảnh đâu mà lo tới. Ăn uống sẽ ngay lập tức sướng bụng miệng, còn tội lỗi ở tận đâu đâu ngoài hình hài trong kiếp sống này. Chẳng trách những lời khuyên đừng giết, dẫu nói tường tận cách mấy vẫn chẳng thể cứu vãn nổi chuyện tàn sát. Chỉ mong những ai trong lúc cầm dao đuổi bắt, hãy tạm thử hồi tâm quan sát, xét xem những chúng sanh ấy trốn chạy, tung bay tán loạn, chạy vào chỗ tối, chui vào kẻ nứt, chẳng có thang để trèo lên trời, không có lỗ nào để rút xuống đất. Giống như lũ chúng ta kinh sợ phép vua, hễ nghe có lệnh truy bắt, bay hồn bạc vía có khác gì chăng? Hãy xem những chúng sanh ấy như cùng một loài với chúng ta mà thương xót, ăn ở cùng với nhau, như cắt cổ một con gà, cả bầy gà ré lên kinh hãi, mổ một con lợn, cả đàn lợn bỏ ăn. Giống như chúng ta bị bắt lên quan, cả nhà bàng hoàng, hoặc trong lúc sanh ly tử biệt, lúc bị hành hình, cả họ khóc rống. Thường ngày yêu thương, quyến luyến khó thể chia cắt, khó lòng bỏ lìa, có gì khác chăng? Xem những chúng sanh ấy, bị trói, bị chém, quằn quại, gào thét bi thương, chỉ mong được tha, máu me đầm đìa, mạng đã đứt rồi, tiếng gào vẫn còn bi phẫn, có lúc còn co giật, giống như chúng ta bệnh tật, không biết làm sao được, gào thần, niệm Phật, mong được bảo vệ. Thần thức lìa khỏi, mắt trợn trừng, môi mấp máy, quờ tay nắm níu, mong sao được sống, có khác gì chăng? Suy xét kỹ càng, chẳng cần phải luận định quả báo ngàn đời vạn kiếp, mà ngay trong một niệm hiện tại, há còn dám nhẫn tâm giết hại, thương tổn nữa chăng? Đời Tống Phù Trọng Tính giàu có, thích bố thí. Lúc 35 tuổi bỗng mắc bệnh nguy ngập, tự nói mình đã đến cõi âm,
gặp mấy người quen biết cũ. Họ gọi: "Ân công vì sao đến đây?" Họ dắt ông phù đến lạy chào, cầu xin một viên nha lại. Viên nha lại nói: "Người này vốn đáng lẽ bị đói rét, do có hảo tâm bố thí giúp đỡ, do vậy có thể tay trắng làm nên, vốn thọ đến 59 tuổi, nhưng vì chẳng thắp nhang, ngủ dậy trễ, nay đều bị tước sạch." Mấy người hỏi: "Hai chuyện ấy là lỗi nhỏ, sao lại đến nỗi như thế?" Viên nha lại đáp: "Chẳng thắp hương tức là chẳng có lòng tôn kính trời đất, ngủ dậy trễ tức là có nhiều dâm ý, sao lại bảo là lỗi nhỏ?" Mọi người kinh sợ, nhìn nhau nói: "Đức dày như ông phù còn vì chuyện này mà tuổi thọ bị tước giảm, người ta há nên buông lung ư?" Không lâu sau, ông phù chết. Nam mô A Di Đà Phật.